nay cuối tuần này cho chị Nabi không? Yeah, cũng được á. Cho anh gì mới được? Tôi mới vừa làm được này hay lắm, đi anh đi anh làm cho xem. Ok. Cho chữ nha. Được rồi, bước cuối cùng để cho tôi nè. Gọi đi, gọi đi. Alo, chị Nabi hả? Hôm nay có gì qua nhà em nghe, đồ ăn em nấu hơi nhiều. Oh my god. Wow. Hả? Cái gì? Mày nấu ăn hả? Ăn được không vậy trời? Trời, chuyện sao vậy? Chuyện bị gì á? Em nấu ăn giờ này hơi bị đỉnh đó nghe, mới học nấu ăn luôn. Trời ơi, ghê vậy, mới học nấu ăn luôn các bạn ơi. Tò mò thiệt. Được rồi, nếu như nó đã nói như vậy thì mình hôm nay mình sẽ không nấu ăn nữa. Đúng, hợp lý. Mình sẽ qua nhà của Sầu Riêng để Sầu Riêng nấu cho mình ăn. Cho các bạn chiêm ngưỡng gọi là cái trình nấu ăn Sầu Riêng mới đi học như thế nào nha. Ok. Được rồi, để qua nhà Sầu Riêng nè, hôm nay tốt dữ trời. Hèn gì hôm nay thấy trời đẹp ghê luôn ấy. Tới nè, tới nhà nè. Sầu Riêng ơi, chị mày tới rồi. Không, có thằng ba chị đây đâu, có thằng ba chị đây. À, cái gì, ơ, cái gì vậy? Ủa, bà chị về, mày xuống đây nha. Tôi có biết đâu, tao biết độ lớn tới mức độ này tôi mới dọc đó trên mạng á. Trời ơi, ơi nhưng mà thôi đi, mình cho chị Nabi cũng được rồi, có gì thôi xin lại cho tôi đi. Trời ơi. Ơi trời đất ơi. Cái gì vậy? Thì ra là nó kêu tôi qua để nó cho tôi chứ nó không có ăn uống, không có tốt lành gì hết trơn á đó. Cái tôi nhờ. Tôi tức quá mọi người ơi, tôi phải làm cái gì đó để tôi phải phục thù mới được. Tôi không thể nào để im như thế này. Hai cái thằng đó nó thông đồng nó cho tôi. Chai dám thông đồng chơi một mình tôi hả? Tức quá trời quá đất. Được rồi, nếu như đã như vậy thì bây giờ hiện tại đang có cái gì đang hot và đáng sợ nhỉ? À, mình suy nghĩ ra rồi, mình phải lên mạng đặt hàng thôi. A few moments later. Tôi đã đợi cái món hàng này cả một buổi luôn. Bây giờ trễ luôn rồi, nhưng mà chắc là tụi nó chưa có đi ngủ đâu, tại trời chưa có tối. Đây các bạn ơi, hình ở mặt trời đỏ, hình ở mặt trời xanh, mặt trời hồng và mặt trời. Trời ơi, tôi đã tốn rất là nhiều tiền để mua mấy cái hình nợ mà đó. Đây là những cái hình nợ mà là siêu thật các bạn biết không? Để nhìn vô là thấy siêu thật liền mọi người ạ. Wow. Ok, bây giờ thì chắc là mình sẽ mới vô thì mình sẽ không có làm cái gì nó đáng sợ quá. Mình sẽ lấy gọi là cái mặt trời bình thường thôi nha mọi người. Mình lấy cái mặt trời này mình đi hù nó. Và tụi nó sẽ thấy thật là kỳ lạ. Tại sao trời đã buông xuống rồi, hoàng hôn rồi mà lại có mặt trời. Đáng lẽ là giờ này là mặt trời lặn rồi đúng không? Nhưng mà lần này là tôi sẽ cho mặt trời hiển linh lên cái làn sân khấu này. Oh my. Tụi nó sẽ sợ liền. Mình sẽ qua mình chọc thằng Sầu Riêng trước nè mọi người ơi. Được rồi các bạn ơi, mình đã đặt mặt trời ra rồi và mình sẽ điều khiển cho mặt trời đi vô nhà Sầu Riêng nha các bạn. Và lát nữa có một cái rất là bất ngờ, các bạn nhớ đón xem nha. Đó, bây giờ mặt trời nó đi lên cho nó tiếp. Ủa? Gì vậy? Trời đất ơi. Trời ơi, trời đang hoàng hôn mà mình có thể bắt được mặt trời luôn hả? Sao mình tài năng dữ vậy? Ủa hello bạn. Ủa sao không nói chuyện với chân hello bạn? Đó hình nợ mà nói gì mày? Trời ơi, sao mặt cái mặt trời mà cười 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 mà không mặt trời không nói gì cho mày hello mặt trời. Nói gì? Nói gì? Thằng này nó khùng, nó ngáo dễ sợ luôn. Nói gì mặt trời? Mặt trời nói gì? Trời ơi, mặt trời bị gì trời? Mặt trời không, sao nói được? Luôn mặt trời là hình nợ mà sao nói được mày? Thôi, lần đầu tiên gặp được mặt trời, tôi sẽ dẫn mặt trời đi chơi, mặt trời chịu không? Trời, ai cho mày dẫn? Ai cho mày dẫn mặt trời có tay đi chơi? Trời, tôi mua không biết bao nhiêu tiền. Ôi, nhưng mà các bạn thấy không nè, tụi nó cho tôi mà tụi nó cho anh ngu không nè. Tụi nó cho mà nhà nó banh tùm lum tùm la. Được rồi, để chị xin góp vui cho mày nha. Các bạn có thấy cái nút màu đỏ trên cái điều khiển của tôi không? Đây chính là một cái nút gọi là nút phá hủy đó các bạn. Yeah, boy. Được rồi, tôi sẽ phá hủy cái nơi này. Phá lên đồ hủy. Phải qua nhà kêu chị Nabi, hỏi chị Nabi biết gì không được. Đây, chị Nabi ơi. Nó qua nhà tôi mọi người, nó qua nhà tôi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, trước khi mà mình qua mình cho Sầu Riêng thì mình đã có chuẩn bị một cái đoạn để cho Sầu Riêng nó xem và nó tin hơn rồi các bạn à. Rất là thật luôn. Tôi sợ là mất tiêu rồi. Ủa, chị Nabi đâu ta? Nabi ơi, trong nhà. Cái gì? Đúng rồi, đó là đoạn phim của mình đã bắt đầu đó các bạn ơi. Ôi vậy chị Nabi vậy ơi. Để tôi phải lòng tiếng mới được.
mắc chơi đó. Con kia mày bắt chị la bi của tao vậy? Mày làm cái gì vậy? Ơi, cái gì kìa? Ok ok bây giờ để mình làm cái... để mình sẽ cho bắt chị đó. À, đó. Đó. Và kích nổ phá hủy. Ôi, rồi nơi. Luôn rồi luôn chị la bi của mày đi rồi. Trời ơi chị la bi ơi, chị có sao không? Trời ơi sao chị sắp xịt vậy? Trời ơi chị hình như chị hẻo luôn rồi à. Trời ơi cái này mặt trời đỏ nó xâm chiếm thế giới đi mà nó sẽ gây ra nhiều thảm họa khác nữa. Trời ơi chị la bi ơi, bây giờ em phải tìm cách trả thù chị. Chị la bi ơi, em phải qua tìm Hai Chi được hả chị ơi? Nhưng mà nó tìm Hai Chi được các bạn ơi. Đây để mình cho các bạn xem gọi là cái hình nộm na bi mà mình đã làm nha. Nè đó. Trời ơi cái này gọi là bị mặt trời đỏ nó hút hệ hút năng lượng, hút máu tại xâm xịt luôn các bạn ơi. Nhìn thật chưa? Làm hơi bị thật luôn. Đầu tư nguyên một cái đoạn phim mà hơi bị nhiều tiền luôn á. Được rồi, bây giờ qua tới thằng Hai Chi nè. Để coi là mình sẽ cho thằng Hai Chi bằng cái gì nữa bây giờ ta. À, chắc là mình nghĩ là mình sẽ mặc trời hồng đấy các bạn ơi. Thằng Hai Chi thường nó mê gái lắm. Chắc là nó sẽ mê cái đẹp á. Thấy mặt trời hồng là dễ thương nè. Để tôi qua tôi hù nó nha. Đây nhà Hai Chi đây. Trời ơi Hai Chi ơi, ông phải nhìn tôi hồi nãy. Trời ơi tôi đã gặp gọi là mặt trời bình thường. Nó đã vô nhà tôi nó phát nổ này kia. Rồi xong tôi gặp con mặt trời đỏ nó tiêu diệt chị Nabi kìa. Trời ơi cậu lao quá à. Giờ này buổi tối rồi mà chiều tối rồi chỉ có mặt trời với có mặt trăng thôi. Ông không tiêu tin tôi hả? Không chết rồi. Ông tưởng gì giờ thôi. Mình đặt cái mặt trời màu hồng này trước mặt nhà Hai Chi đó. Được rồi, sao rồi, lát nữa Hai Chi nó đi xuống nó sẽ không tin những gì hàng sau đi thôi, nói đi về đi. Tỉnh đi, chạy, không nghe tôi là một tí nữa là có chuyện thiệt đó nha. Thôi đi về đi, chạy đi. Trời ơi, chị ơi, chú kia mở cửa trong nhà nè. Trời, ủa cái gì vậy? Ở đâu ra mà cái mặt trời màu hồng dễ thương vậy? Ở đâu ra dễ thương thiệt luôn á. Thấy chưa, ý gì tôi nói là Hai Chi nó mê cái đẹp các bạn ơi, nó mê gái rồi. Dễ thương quá nó mê. Hay là đem nó về nhà không? À ơi, cho nó vô nhà đi chứ trời để ngoài đây. Đem vô nhà hả? Được rồi, bây giờ mình sẽ trả thù nó. Hồi sáng nó cho mình sẽ bấm cho nó kích nổ cái mặt trời màu hồng này. Để mình ra nè. Ok, 1, 2, 3 BOOM! À! Trời ơi, ngu nè. Trời ơi, nhà mày bắn rồi. Cứu tôi ha. Ồ, thật quá. Ok. Sao đi, nó vẫn ở đây. Chứ rồi, sao nó... Ủa? Chị La Mi ơi, chị La Mi, chị đã chết rồi, bây giờ chị đi quay lại, chị cho trả thù em đúng không? Ủa? Em xin lỗi chị mà. Hồi hồi sáng em làm là không phải em làm đâu mà do Hai Chi kêu em làm, phải không biết gì trơn á chị ơi. Ủa các bạn ơi, hồi đúng rồi nó tưởng tôi chết rồi, có tận mắt thấy tôi bị mặt trời đỏ hút máu, hút năng lượng gì mà, cho nên là nó sợ. Được rồi, bây giờ mình sẽ hù nó luôn. Đi đừng có lại gần em nha, em sợ đi. Em nẹ cái quần thiệt á nha. Tụi mày dám chôn tao. Chị ơi, chị cho em cho chị ăn chuối vậy. Chị ơi, chị ơi, cái gì mà Trần ơi, cùng tao đi xuống địa ngục đi sầu riêng ơi. Thôi mà, đừng có ghê quá chị Trần ơi. Mày không đứng lại là tao sẽ ám mày suốt cuộc đời đó sầu riêng ghê quá. Đúng rồi các bạn ơi, mình sẽ cho nó tin hơn nữa là mình sẽ mặc cái skin mà mình đã làm là mình bị hút máu hết nhà nó mới tin được. Đúng, hợp lý. Đây rồi người ơi, mình đã có cái skin này rồi, mình sẽ dí này sợ đi. Chị ơi, bây giờ chị đừng có lại cái gì mà nói từ lâu vậy? Ủa, sao mày không đâu rồi? Chị ơi, chị đã quay kìa. Hôm sáng chị đã quay trở lại rồi kìa. Tụi bay hồi sáng, tụi bay dám chôn tao. Bây giờ tụi bay phải chạy nha. Thằng sầu riêng nó tè ra quần nữa rồi các bạn ơi. Thằng sầu riêng nó sợ tìm. Rồi mày gì đây? Kìa, lót cái trái tim ra ngoài luôn hả? Bị hù lót cái trái tim ra ngoài luôn. Hai đứa chết nhát, tụi mày dám cho tao hả? Lần này tôi cho lại các bạn có thấy hả dạ chưa? Nhưng mà tôi chưa có hành hạ nó đủ, tôi phải đòi thêm mới được. Nhưng mà chị không bỏ nha. Em tặng cái bông hoa nè. Không có chỗ nào ở nè. Cái gì mày tặng tao trái bông? Kiểu gì? Ơi, không bán nói đâu ơi. Đi xem mọi người đi. Đừng đưa áp nào em à. Em hỏi chị tao đi. Cô đơ tao không có chỗ nào đi ở chân. Ê, Tàu Huy ơi, Tàu Huy ơi. Ủa,
xây mộ chỗ nào đây? Chết rồi. Dạ, không biết rồi. Đây chỗ này, đây chỗ này. Trời ơi, xây trước nhà tôi luôn, hay thiệt. Mời đẹp. Được rồi, tụi bay xây nhớ phải xây thêm hai cái mộ cho hai đứa bay nữa nha. Cái gì vậy? Em đâu có bị gì đâu mà xây mộ. Phải xây. À dạ. Có mấy cái đó mình mới tống tiền tụi nó được. 2000 years later. Nhìn rồi các bạn ơi, xong rồi. Mình đã bắt hai tụi nó làm mộ nhưng mà có hai chỗ hai bên nữa. Được rồi, bây giờ tao nghèo quá, tao không có tiền, xuống dưới nghèo sẽ bị bắt nạt đó. Trời ơi, cái gì nữa vậy? Ôi, nè, em mới tiền cho chị nè. Tụi mày bỏ xuống dưới cho tao, nhanh lên. Bỏ xuống dưới kìa. Rồi giục chú đi Thảo Yên. Ê, đừng có đốt, chưa có đốt. Sao bọn mình lại thấy hai cái mặt trời đỏ đây vậy? Trời ơi, tụi em quá đỏ.